đầu từ ngày 1 tháng 7, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức triển khai giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Đây là cuộc điều tra lớn có ý nghĩa quan trọng. Các thông tin thu thập được là căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Ghi nhận trong ngày đầu thực hiện ở thành phố Ninh Bình. Gia đình bà Nguyễn Thị My ở phường Vân Giang đã có nhiều năm kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo. Hiện nay trong điều kiện của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động kinh doanh gặp không ít khó khăn. Là một trong những đối tượng trong tổng điều tra, bà đã nghiêm túc phối hợp cung cấp thông tin. Gia đình thì vui vẻ hợp tác về là mã số thuế này, bên giấy phép kinh doanh này, thuế hàng tháng. Mà thấy là điều tra thế này thì là cũng là tốt. Thì muốn là ở trên là biết thực trạng của người dân để mà có cái quyết sách cho đúng. Trong giai đoạn 2 này, thành phố Ninh Bình dự kiến sẽ tiến hành thu thập thông tin của trên 10.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 100 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Với số lượng lớn này, thành phố đã huy động 61 điều tra viên được tập huấn và trang bị các kỹ năng cần thiết để thực hiện. Với đặc thù năm nay thì thực hiện cái cuộc tổng điều tra theo thiết bị bằng thiết bị CAPI, thế cho nên là chúng tôi chú trọng tập trung vào hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và hướng dẫn việc sử dụng trên thiết bị di động để thu thập những cái thông tin đảm bảo được chính xác, phục vụ cho quá trình thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, hoạch định các cái chính sách xã hội của nhà nước. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Tổng điều tra được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó ứng dụng mạnh mẽ các hình thức thu thập thông tin điện tử, đổi mới cách tiếp cận đối tượng, đơn vị điều tra nhằm đảm bảo việc thu thập thông tin, thống kê một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. Thuận lợi của chúng tôi là đã được trên chi cục thống kê trên thành phố đã tổ chức cho tập huấn, và thuận lợi thứ hai nữa là năm nay chúng tôi sử dụng máy điện thoại và không cần mạng. Thì thao tác sử dụng trên máy nó rất nhanh hơn trên giấy, là khi xong một phần việc thì máy nó nhảy bước qua thì là thông tin sẽ lưu luôn và mọi cái rất là thuận lợi. Với mục tiêu và quyết tâm hoàn thành tốt tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Chi cục Thống kê khu vực Ninh Bình – Hoa Lư sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo các xã, phường, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thu thập thông tin, đảm bảo thời gian, tiến độ nhanh nhất và chính xác nhất.